Hiện tại mình còn hai cục máy quay thái 110. Máy 110 tự động không đời nha anh em. Giá mình bán sale thanh lý. Hết lâu này mình nghỉ không bán máy nữa, mình chuyển hướng kinh doanh. Giá trong cục máy quay thái 110 hôm nay mình bán giá cực tốt cho anh em là 4 triệu một cục nha anh em. Máy quay thái 110 tự động không đời. Nó sẽ bao gồm là cục máy, bình xăng con, chớp, sạc, dàn điện sườn, không IC mua bình sườn. Đây, máy này mình bán thì bao nguyên zin, đúng đồ của quay 110 thái, không lay đồ. Hồi xưa giờ mình bán là chỉ vậy thôi. Bán là đúng máy quay thái 110 tự động không đời nha anh em. Giá trong cục máy hôm nay mình bán thanh lý đó là 4 triệu một cục, bao gồm bình xăng con, mô bin sườn, không mô bin sườn, không IC. 4 triệu một cục nha anh em. Hai cục. Anh em có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332. Chỉ hai cục mình bán với giá này thôi nha anh em. Máy quay thái 110 tự động không đời. Với giá này thì mình đầu lòng dên lóc là anh em đã lấy lại đủ số tiền này rồi, nên mình bán cái giá này là cực kỳ rẻ. Anh em mua về trẻ bán phụ tùng hoặc là về lấy phụ tùng rất là rẻ nha, hợp lý, rất là hợp lý. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ mình thì qua số điện thoại là 0933 96332.